Xin kính chào quý khán giả và các đồng chí. Đó là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Và tôi là Mai Anh. Ngay sau đây xin mời quý khán giả và các đồng chí cùng đến với phần điểm tin tức quốc tế vừa được chúng tôi cập nhật. Mối quan hệ giữa Ấn Độ và các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN là rất quan trọng trong bối cảnh các cuộc xung đột và căng thẳng đang bùng phát trên thế giới. Nhận định này đã được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đưa ra trong hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 21 diễn ra ngày hôm qua tại Viêng Chăn, Lào. Hội nghị đã thông qua tuyên bố về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Ấn Độ vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực và tuyên bố chung về thúc đẩy chuyển đổi số. Cuba đã đệ trình yêu cầu chính thức để được gia nhập BRICS với tư cách là quốc gia đối tác trong một thông điệp gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin. Giới chức Cuba cho biết động thái này đã được đưa ra khi La Habana nhận thấy BRICS đang củng cố nền chính trị toàn cầu và coi trọng vai trò nam bán cầu như một bên tham gia chủ chốt. Nhà lãnh đạo Cuba Miguel Díaz-Canel đã nhận được lời mời tham gia BRICS Plus Irish, một cuộc họp mở rộng của nhóm tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Kazan. Ngày hôm nay 11 tháng 10, Tổng thống Nga Putin đã tới Turkmenistan trong chuyến thăm cấp nhà nước và tham gia diễn đàn quốc tế mang tên Kết nối thời đại và các nền văn minh, cơ sở của hòa bình và phát triển. Lãnh đạo của nhiều quốc gia Trung Á và quan chức cấp cao của các quốc gia Ả Rập vùng vịnh cũng tham dự diễn đàn này. Dự kiến Tổng thống Putin sẽ có cuộc hội đàm bên lề với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Trong ngày 10 tháng 10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov thông báo, 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới sẽ tổ chức một cuộc họp tại New York, Hoa Kỳ vào cuối tháng 10. Nhóm 5 cường quốc hạt nhân bao gồm các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Anh và Pháp, còn gọi là P5, là một diễn đàn không chính thức. Theo ông Ryabkov, vai trò chủ tịch luân phiên của nhóm sẽ sớm chuyển từ Nga sang Trung Quốc. Ngày 10 tháng 10, Ngân hàng Thế giới World Bank đã thông qua việc thành lập một quỹ trung gian tài chính FIF để hỗ trợ Ukraine với sự đóng góp dự kiến từ Hoa Kỳ, Canada và Nhật Bản. Bước đi này sẽ giúp thực hiện cam kết của các thành viên nhóm các nước công nghiệp phát triển G7, đó là tài trợ cho Ukraine 50 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay. Số tiền chính xác mà Hoa Kỳ, Nhật Bản và Canada đóng góp vẫn đang được tính toán, nhưng khả năng sẽ được huy động từ lãi suất thu được từ các tài sản của Nga đang bị đóng băng ở nước ngoài. Nhóm phiến quân Houthi ở Yemen đã nhận trách nhiệm tiến hành vụ tập kích tên lửa và máy bay không người lái UAV nyằm vào tàu chở dầu Olympic Spirit treo cờ Liberia ở Biển Đỏ vào sáng 10 tháng 10. Vụ tấn công thứ hai nhằm vào tàu Saint John trên Ấn Độ Dương. Công ty an ninh hàng hải Ambre của Anh xác nhận vụ tập kích tàu Olympic Spirit nhưng cho biết không có vụ cháy hay thương vong nào trên tàu. Triều Tiên trong ngày 10 tháng 10 đã tổ chức buổi hòa nhạc và tiệc chiêu đãi để kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Trước đó, trong một bài xã luận được đăng trên báo Rodong Simun, nhà lãnh đạo Kim Jong Un lưu ý rằng Triều Tiên đang phải đối mặt với những thách thức cả bên trong lẫn bên ngoài và kêu gọi công nhân phải tự rèn luyện về mặt tư tưởng và tu dưỡng kỷ luật của Đảng để trở thành những người cách mạng đi theo chủ nghĩa cộng sản. Sau 6 giờ nỗ lực giải cứu, toàn bộ 11 khách du lịch và một hướng dẫn viên bị mắc kẹt ở độ sâu 300 mét dưới lòng đất đã được giải cứu an toàn. Trước đó, một sự cố thang máy tại một mỏ vàng cũ, nay là điểm tham quan du lịch của bang Colorado của Hoa Kỳ, đã khiến một người thiệt mạng và 12 người khác mắc kẹt. Hiện chưa có thông tin chi tiết về nguyên nhân vụ tai nạn. Trong ngày 10 tháng 10, quân đội Israel tiến hành không kích trung tâm Beirut, Liban, khiến 22 người thiệt mạng, cũng như làm bị thương hàng trăm người khác. Cuộc không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu quan trọng của Hezbollah ở Beirut. Tuy nhiên, theo các nguồn an ninh, một quan chức cấp cao Hezbollah đã thoát khỏi vụ ám sát của Israel. Hãng tin Reuters cho biết, ông Wafik Safa, người đứng đầu đơn vị liên lạc và điều phối của Hezbollah, chịu trách nhiệm làm việc với các cơ quan an ninh Liban, đã bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc không kích tối 10 tháng 10, nhưng vẫn sống sót. Sau khi Israel ám sát một loạt các quan chức cấp cao của Hezbollah trong những tuần gần đây, bao gồm cả thủ lĩnh cấp cao Hassan Nasrallah,
Ông Wafik Safa là một trong số ít những nhân vật cấp cao còn sống sót khi các cấp lãnh đạo cao cấp của nhóm này đang chật vật tái tổ chức. Nỗ lực ám sát ông Safa, người có vai trò kết hợp các vấn đề an ninh và chính trị, đánh dấu việc mở rộng mục tiêu của Israel nhằm vào giới quan chức Hezbollah, trước đây vốn tập trung vào các chỉ huy quân sự và các nhà lãnh đạo cấp cao của nhóm. Các cuộc không kích tối 10 tháng 10 của Israel đã phá hủy khu dân cư đông đúc, gồm các tòa nhà chung cư và các cửa hàng nhỏ ở trung tâm Beirut. Bộ Y tế Liban ghi nhận có 22 người thiệt mạng và 117 người bị thương. Israel không đưa ra cảnh báo sơ tán trước khi tấn công. Đây là cuộc tấn công thảm khốc nhất vào trung tâm Beirut kể từ khi bắt đầu các cuộc giao tranh. Trước đó, Israel chưa từng tấn công khu vực này, vốn cách xa vùng ngoại ô phía nam Beirut, nơi trụ sở của Hezbollah đã bị Israel ném bom nhiều lần. Trong khi đó, hãng thông tấn Walla đưa tin, người đứng đầu cơ quan tình báo Israel Mossad, ông David Bane, đã đưa ra điều kiện ngừng bắn ở Liban. Ông Bane nhấn mạnh Israel sẽ kết thúc chiến dịch quân sự ở Liban nếu Hamas trả tự do cho các con tin bị bắt giữ ở Gaza. Mossad đã chuyển yêu cầu này tới Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, CIA, William Burns. Người đứng đầu Mossad tin rằng điều kiện này có thể khiến nhóm vũ trang Hezbollah, Iran và các thành phần khác trong khu vực của Liban gây áp lực lên lãnh đạo Hamas, Yahya Sinwar. Khoảng 1.200 người đã thiệt mạng và 250 người khác bị bắt làm con tin trong cuộc tấn công vào Israel của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Trước đó, hôm 8 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có thông điệp gửi đến người dân Liban, kêu gọi họ tự cứu đất nước của mình khỏi Hezbollah để cuộc chiến này có thể kết thúc. Ông Netanyahu cảnh báo, nếu không làm như vậy, Liban sẽ rơi vào vực thẳm của một cuộc chiến kéo dài như giải Gaza. Ngày 9 tháng 10, ông Netanyahu đã có cuộc điện đàm đầu tiên sau gần 50 ngày với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Theo Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo chủ yếu tập trung vào khả năng trả đũa của Israel đối với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào tuần trước. Nhưng vấn đề Liban cũng được nêu ra. Tổng thống Biden nhấn mạnh sự cần thiết phải có một thỏa thuận ngoại giao cho phép công dân Israel và Liban, những người phải di rời do giao tranh ở khu vực biên giới, trở về nhà của họ. Tuy nhiên, cả Israel và Hoa Kỳ đồng ý rằng bây giờ không phải là lúc ngừng bắn ở Liban và hoạt động chống lại Hezbollah nên tiếp tục. 50 quốc gia đóng góp cho lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban đã nhất trí sẽ tiếp tục ở lại, bất chấp các cuộc tấn công của Israel. Tuyên bố này được đưa ra sau khi hai nhân viên của lực lượng này đã bị thương trong một cuộc pháo kích của Israel nhằm vào trụ sở chính ở Ras al-Nakura, gây phẫn nộ trong cộng đồng quốc tế. Người phát ngôn của lực lượng UNIFIL Andrea Tenenti cho biết khoảng 10.400 binh sĩ UNIFIL vẫn được triển khai tại khu vực giữa sông Litani ở phía Bắc và Đường Xanh, ranh giới được Liên Hợp Quốc công nhận giữa Liban và Israel ở phía Nam. Theo ông Tenenti, UNIFIL vẫn còn nhiều việc quan trọng phải làm để hỗ trợ cho các tổ chức phi chính phủ địa phương và các cơ quan của Liên Hợp Quốc mang thực phẩm và nước đến tất cả các ngôi làng này. Hàng nghìn người đã rời đi, nhưng hàng nghìn người vẫn mắc kẹt. Vì vậy, việc giải quyết xung đột là rất quan trọng. Điều đó thực sự rất rất khó khăn. Trước đó, UNIFIL cho biết các cuộc tấn công của Israel vào một tháp canh tại trụ sở chính của lực lượng này ở Ras al-Nakura đã khiến hai thành viên phải nhập viện và làm hư hỏng một số thiết bị quan sát như là máy ảnh, đèn chiếu sáng. Phản ứng trước cuộc tấn công của Israel vào UNIFIL, Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto cho rằng lực lượng Israel đã hành động bất hợp pháp. Ông Crosetto đã liên hệ với người đồng cấp Israel để phản đối, cũng như triệu tập đại sứ Israel tại Italia để yêu cầu giải thích. Đây không phải là một sai lầm hay một tai nạn, nó có thể cấu thành tội ác chiến tranh và thể hiện sự vi phạm rất nghiêm trọng luật quân sự quốc tế. Một số quốc gia khác, bao gồm Pháp, Tây Ban Nha và Jordani, cũng lên án các cuộc tấn công của Israel. Trong khi đó, phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, người đứng đầu UNIFIL Jean-Pierre Lacroix cho biết sự leo thang đã khiến khoảng 1,2 triệu người dân Liban phải di rời và khiến UNIFIL gần như phải đình chỉ các hoạt động tác chiến của mình. Binh sĩ UNIFIL ngày càng gặp nguy hiểm và bị giới hạn trong các căn cứ của họ. Một nhà thầu của UNIFIL đã thiệt mạng. Lực lượng này đã quyết định di rời tạm thời 300 lính gìn giữ hòa bình đến các căn cứ lớn hơn vì sự an toàn của họ. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, UNICEF và Chương trình Lương thực Thế giới đang cung cấp viện trợ thiết yếu cho hàng nghìn gia đình vẫn còn ở các làng biên giới ở miền nam Liban với sự hỗ trợ của UNIFIL trong việc thực hiện các cơ chế giảm xung đột.
Tuần trước, quân đội Israel đã yêu cầu UNIFIL chuẩn bị di rời hơn 5 km khỏi biên giới càng sớm càng tốt để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, UNIFIL đã gửi một lá thư cho quân đội Israel phản đối việc các phương tiện của quân đội nước này tiến gần đến các vị trí của Liên Hợp Quốc. Iran đã đưa ra cảnh báo với một vài quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ ở Trung Đông, bao gồm Jordan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Ả Rập Xê Út và Qatar, không hỗ trợ Israel trong bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào nhằm vào Tehran. Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Ả Rập cho biết, Jordani, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Ả Rập Xê Út và Qatar đã thông báo với Hoa Kỳ rằng họ không muốn cung cấp cơ sở hạ tầng quân sự hoặc không phận cho Hoa Kỳ và Israel để thực hiện bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Iran. Nếu vậy, Israel sẽ phải điều máy bay qua Jordani hoặc qua Biển Đỏ và xung quanh bán đảo Ả Rập, sử dụng khả năng tiếp nhiên liệu trên không nếu muốn tấn công Iran. Tuần trước, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Iran tuyên bố, trong trường hợp có sự can thiệp trực tiếp của các nước ủng hộ Israel, bao gồm Hoa Kỳ, và gây hấn với Iran, các căn cứ và lợi ích của họ ở Trung Đông sẽ đồng thời phải đối mặt với một cuộc tấn công mạnh mẽ. Trong khi đó, Reuters hôm 10 tháng 10 đưa tin, một số nước Ả Rập ở Vịnh Ba Tư đã vận động Hoa Kỳ hạn chế Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran vì lo ngại Tehran có thể trả đũa bằng cách tấn công hoạt động sản xuất của họ và làm gián đoạn thị trường toàn cầu. Ngoài ra, Reuters dẫn 3 nguồn tin tiết lộ, Ả Rập Xê Út, Qatar và UAE đã nói với Washington rằng họ sẽ không cho phép máy bay của Israel sử dụng không phận của họ để tấn công. Nguồn tin của cả hai bên cho biết, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman được cho là đã thảo luận về một cuộc tấn công tiềm tàng của Israel với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi hôm 9 tháng 10. Iran đã cảnh báo Ả Rập Xê Út không giúp đỡ Israel, đồng thời lưu ý nước này không thể đảm bảo an toàn cho các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út nếu hỗ trợ Israel. Các nguồn tin vùng vịnh khẳng định rằng Ả Rập Xê Út, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar và UAE rất muốn giảm leo thang căng thẳng. Theo một nguồn tin khác ở vùng vịnh, Hoa Kỳ sẽ không cho phép một cuộc chiến dầu mỏ mở rộng vì điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cơ hội giành chiến thắng của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 tới. Trong trường hợp xung đột lan rộng, giá dầu có thể tăng lên $120 mỗi thùng. Điều đó sẽ gây tổn hại cho cả nền kinh tế Hoa Kỳ và cơ hội tranh cử của bà Harris. Giá dầu thô Brent hiện đang ở mức $78.10 trên một thùng. Về phía Iran, nước này sẵn sàng chống lại bất cứ cuộc tấn công tiềm tàng nào từ Israel. Nếu Israel nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, Tehran sẽ đáp trả bằng cách tấn công 3 nhà máy lọc dầu chính ở Israel. Còn nếu Israel tấn công vào các cơ sở hạ tầng khác, chẳng hạn như nhà máy điện hoặc cơ sở hạt nhân, cũng sẽ dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa tương tự tại Israel. Bất kỳ thường dân nào bị thương trong một cuộc tấn công hoặc các khu vực dân sự bị nhắm mục tiêu, Iran sẽ buộc phải sửa đổi học thuyết hạt nhân của mình. Đối đầu với cơn bão quái vật Milton, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ đã điều 2 máy bay thợ săn bão Lockheed WP-3D Orion vào giữa tâm bão để theo dõi và thu thập dữ liệu thông tin về trận bão lịch sử này. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại! Bão Milton là cơn bão kinh hoàng và khủng khiếp nhất từng đổ bộ lên bang Florida trong suốt hàng thập kỷ qua. Do đó mà chiến dịch săn bão của các phi công thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ NOAA để tìm hiểu về cơn bão này cũng thu hút sự chú ý vô cùng lớn từ công chúng. Những chiếc máy bay được sản xuất và chế tạo từ những năm 1970 với nhiệm vụ truy tìm tàu ngầm trong thời kỳ chiến tranh lạnh, giờ đây vẫn tiếp tục sứ mệnh theo dõi và đo lường siêu bão. Phi đội của NOAA sẽ định vị mắt bão.